Em Kim Cardo. Xin chào các bác. Giới thiệu với các bác hôm nay là em nhận một chiếc xe Pajero Sport của một bác chủ xe mà đến đây để nâng cấp về một âm thanh. Hiện tại thì sẽ bao gồm là cách âm cả 4 cánh và nâng cấp loa 4 cánh. Với cái cấu hình nâng cấp âm thanh cho một chiếc xe rộng như thế này thì bác chủ là một người cũng đam mê âm nhạc, nhưng mà cái cách chơi và cái mọi thứ thì em đã tư vấn là cái bộ âm thanh này bao gồm là có cái súp gầm để bù âm trầm, hai cái loa cánh trước là thương hiệu SB đến từ Italy, loa cánh sau sẽ được chơi một đôi cặp loa đồng trục của thương hiệu hãng Rockford đến từ Mỹ, súp gầm DB cũng đến từ Mỹ. Dây nguồn cho cái hệ thống loa này là mình sẽ đi một cái dây nguồn 8 gau. Vâng, đó là 8 gau. Để riêng biệt với cái hệ thống điện nguyên bản của xe, nghĩa là đảm bảo cho cái xe của các bác là vận hành ở những cung đường nắng 40 độ như Hà Nội hoặc là lạnh 5 độ lên Sapa thì có vấn đề gì thì hệ thống điện nguyên bản nó sẽ không ảnh hưởng và nó sẽ ngắt hệ thống của cái âm thanh. Dây AV để kết nối với lại cái DSP. Trái tim của cái bộ này, cái cấu hình này rất là hay các bạn. Là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà vẫn đem lại được cái chất âm rất là chi tiết mà hay. Cái chép ở đây nó, thứ nhất cái chép là phần chép lụa. Cái chép lụa để chất âm cái độ chi tiết có nhưng mà lại là giảm độ chói. Giảm độ chói. Gọi là mềm như lụa đấy các bác. Rồi. Tiếp theo đó là một cái bộ xử lý tín hiệu số kèm theo cả âm ly. Đây là bộ xử lý tín hiệu số kèm âm ly, nó gồm có 8 kênh ra. 2 4 6 8 là 8 đường tín hiệu và 4 kênh công suất. Thế thì với khi mà có được cái bộ xử lý tín hiệu này ấy, thì việc đầu tiên là nó phù hợp với lại cái công suất với đôi loa. Cái đôi loa SB này đặc điểm của nó là không cần công suất, nó có thể đánh vào công suất của đầu zin. Thế thì trên một chiếc Pajero Sport này thì thay màn nó hiện tại nó đang là một cái cản trở lớn, bởi vì là hãng đã tích hợp cái cam 360 và tích hợp một số tính năng lên cái màn. Cho nên là nếu như mà thay được màn thì là cái tốt, nhưng mà bác chủ xe lại không muốn thay màn thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Nghĩa là vừa có nhạc hay mà lại vẫn giữ được cam 360 và vẫn giữ được cái sự nguyên bản cho xe. Thế thì trên cái thiết bị này là có DSP. DSP để là bộ xử lý tín hiệu số để cắt tần. Cái việc thứ hai là nó có kết nối không dây, có nghĩa là chơi nhạc trực tiếp từ cái bộ này ra. Và việc thứ ba là nó có 4 cái đường công suất ra. Thì 4 công suất nó đủ sức để kéo 4 cái đôi loa này. Đó. Và nó kéo hay. Ngược lại là cái người mà làm âm thanh người trong cái việc này là phải lấy được cái cộng hưởng. Thì khi lấy được cộng hưởng thì dù dàn to hay dàn nhỏ, kể cả là 1W, thì khi mà nó đã hay thì 1W cũng hay các bạn ạ. Đó. Súp điện sẽ đóng cái vai trò là bù cái âm trầm. Chỉ bù thôi các bác nhé. Có nghĩa rằng khi mà có bộ xử lý tín hiệu số thì cái việc cắt tần, thì ở đây em sẽ chia cái việc công việc ra mỗi loa làm việc. Cái giải súp này sẽ làm việc từ 80, 90, 120 đổ lại cho tới 60 hoặc là 50. Đó, 50 dB. Thế thì việc phân chia này thì do cái DSP này phân chia công việc. Cái loa bass trên, mid bass này của SB thì với cái lợi thế mà cái gân cao su nó mềm. Gân cao su mềm và đặc điểm của cái loa này là nhiều bass nhưng mà lại không bị mất trung âm. Thế thì em sẽ cho làm việc từ 120 đổ xuống thì có thể là xuống đến 80, 90 hoặc là hơn nữa, tùy vào lúc cân chỉnh nhạc. Thế còn lại là cái loa cánh sau.
Oanh sau thì nó cũng gân nó rất là mềm và to. Nó có thêm cái loa chép ở đây, em gọi là cái loa loa đồng trục đó. Đó, chép ở đây thì hãng người ta đã đưa sẵn vào, nối sẵn với cái cầu này rồi. Đấy, rất là to là nặng. Đấy, hãng Rockford. Thế thì cái việc này em sẽ lấy cái dùng cái DSP này để lấy cộng hưởng của bốn cái loa bát cánh. Bốn cái loa bát cánh nó thành một cái trung trầm. Thành một cái trung trầm là 1 2 3 4. Thì mình lấy cộng hưởng thành trung trầm, còn bao nhiêu là cái sub này nó bù nốt. Như vậy thì khi mà các bác nghe nhạc ấy là có cái DSP này thì cái trung trầm và cái bát nó trở nên hài hòa. Nó sâu quá thì xuống bát, mà nó trầm ấm thì nó lên bốn cái loa cánh, mà nó cao thì nó lên cái loa tép. Đó. Thì đối với dàn ba quay ấy thì nó sẽ có cái phần loa trung, nghĩa là trung trung thì vào loa trung, mà là cao thì lên loa chép, mà trầm trầm ấy thì là trung trầm thì nó xuống loa mid bass, và trầm hẳn thì xuống sub. Nhưng mà đối với cái dàn mà hai quay như thế này thì lại là mình lại cân chỉnh khác, đó là cân chỉnh hai quay khác và cân chỉnh ba quay khác. Đấy. Thế thì có cái bộ này rất là tiện. Thì một cái phần rất là tiện nữa là nó có cái app trên điện thoại. Thì khi đó các bác cài điện thoại lên là coi như là nó có cái app. Thì mình chuyển đổi chế độ. Thì chế độ ở đây nó có bao gồm là chế độ nghe toàn xe, là mình oánh Daisy hoặc là mình oánh những cái nhạc mạnh, hoặc là mình đi đông người. Thì ở đâu nếu mà chỉ tập trung cho người lái thôi thì có vẻ là hơi thiên vị bác lái. Thì mình sẽ chọn chế độ toàn xe. Nhưng mà nếu các bác đi một mình, đối với cái xe 7 chỗ rộng như thế này mà cứ đánh toàn xe hết ấy, thì là đằng sau là không có ai cả. Thế thì các bác ưu tiên cái chế độ cho người lái. Thì ưu tiên chế độ cho người lái thì gồm những gì? Thì đối với nhạc vocal ấy, thì là mình không gần như là không có bát luôn, mà nó chỉ có trung trầm thôi. Thì lúc đó em sẽ dùng cái DSP này, em sẽ cắt tần, em sẽ chỉnh làm sao mà cái giọng vocal, cái giọng lời ca sĩ nó ấm áp nhất, đó, nghe nó truyền cảm nhất. Ở trong một số cái có cả ghế người phụ nữa, có nghĩa là hai người đi trên xe, thì mình lại để cái âm hình nó ra giữa, có nghĩa là cái giọng ca sĩ nó ở giữa và hai bên của hai ghế lái, khoang trên đi, nói cái khoang phone là cái khoang trên đi, phone left right là cái khoang trên đi, cái khoang lái, thì mình sẽ đưa toàn bộ lấy cộng hưởng cái âm thanh lên khoang lái. Đó. Thì cái lợi hại của cái âm ly này nó bé bé thôi, nhưng mà nó rất là nhiều cái cách chơi. Đấy, thì em trong một cái mức đầu tư mà hợp lý, hợp ví như thế này, thì ngoài những cái chất âm mà đem lại ra thì về mặt chi phí và thời gian thi công là rất là nhanh. Đó. Và ở đây là em đang sử dụng cái vật liệu cách âm của Mamat và Onca. Đây là cái Mamat mềm. Đây là cái Mamat cứng, nó làm cái tác dụng là ổn định. Ổn định trực tiếp vào cái phần tôn. Và ở đây nó có một lớp cao su non, và ở đây nó có cái lớp kim loại. Kim loại để giữ cái ổn định vừa cứng vừa mềm. Thế còn cái này là cái Onca. Cái Onca này thì Sài Gòn Audio Car đã sử dụng trên cái Lincoln Navigator, một cái xe long big long, là vừa to vừa dài đó, là cái phiên bản đó. Cái này khi mà ra nhiệt vào ấy, nó nóng lên và nó uốn được những cái nơi mà cái này không dán được. Có lẽ là cái này nó thiên về định hình, là những cái nơi rất là khó, và những cái định hình nó giữ thì sau khi khò lên, nóng lên thì nó cứng như đá, nó khô lại thì nó cứng như đá. Nhưng mình có sửa chữa thì hay mình muốn ra nhiệt nó ra thì mình lại khò trở lại thì nó lại mềm ra. Cái này rất là hay. Cái này là Onca. Rồi, dây dẫn là hiện tại đây em đang dùng là dây AV. AV, dây chính hãng. Cảm ơn các bác. Em vừa giới thiệu xong với các bác về cái cấu hình âm thanh rất là nhỏ gọn, có kèm cả DSP. Chơi có thể chơi độc lập và có thể chơi chung với cái đầu phát theo xe. Các bác cần tư vấn về âm thanh hoặc là nâng cấp về âm thanh, có thể liên hệ em Kim Cao Audio 0852044888 để em tư vấn các bác được trọn vẹn hơn. Và ở đây cá nhân em thì cái shop của em ấy, cái năng lực có hạn và thời gian nhân lực nó cũng ít, cho nên là em
Hiện tại là trong cái dịp Tết này là em chỉ nhận các bác mà đặt hàng, đặt lịch ạ. Vâng. Thế còn lại là tất cả các cái tư vấn thì các bác có thể liên hệ em để em sẽ liên hệ lại các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn các bác trong những clip tới. Vâng.